Máy bán kẹo cao su. Nhìn kìa, một chiếc máy bán kẹo cao su. Chiếc máy thật thần kỳ, nó có thể biến ra thật nhiều đồ chơi. Đang thích thú mua nước từ chiếc máy bán hàng tự động. Xin chào. Xin chào. Tôi muốn nước ngọt. Cậu phải đút tiền vào đây. Tôi không có tiền. Đưa nước ngọt cho tớ. Ôi không, dừng lại ngay, Big Boy. Big Boy đã khiến máy bán nước nổi giận và biến thành quái vật tấn công các bạn nhỏ. Luca và Elsa nhanh chóng biến thân thành các siêu anh hùng nhí và chiến đấu với quái vật máy bắn nước. Sao cậu lại làm thế? Cậu ta làm tớ đâu? Không được làm vậy nữa nhé. Tôi xin lỗi. Chơi thật vui và đừng nghịch ngợm như Big Boy nhé, các bạn nhỏ. Bông hoa khổng lồ. Chào cậu. Ôi, Luca, bạn muốn đem bông hoa về tặng mẹ ư? Không được hái hoa ở đây đâu, Luca.
Ôi không, bạn Hoa đã biến thành khổng lồ. Cảm ơn Elsa. Không được tự ý hái hoa nhé. Xin lỗi cậu. Chiến đấu với rồng lửa. Anh sẽ dập lửa. Em đi giúp ai bị thương nhé. Vâng ạ. Lính cứu hỏa Luca và bác sĩ Elsa đã tới để cứu mọi người khỏi đám cháy. Nhưng đám cháy dữ dội này từ đâu mà ra nhỉ? Thì ra thủ phạm chính là một con rồng biết phun lửa. Luca biến thành Captain America, còn Elsa thành nữ hoàng băng giá, cùng nhau lao tới ngăn rồng lửa lại. Chiến đấu cùng nhau. Tuyệt vời, hai bạn đã kết hợp với nhau để chặn rồng không thể phun lửa nữa rồi. Tớ bị đau răng nên mới phun ra lửa như vậy. Để tớ giúp cậu. Luca tiếp tục dập lửa còn sót lại xung quanh. Còn Elsa thì giúp bạn rồng nhổ chiếc răng sâu ra. Thật vui khi được giúp đỡ mọi người. Phải không các bạn nhỏ? Cảm ơn nhé. Huy hiệu việc tốt. Mẹ ơi, để con giúp. Ồ, cảm ơn con yêu. Luca, cậu bé hướng đạo sinh của chúng ta được nhận thêm một huy hiệu việc tốt từ mẹ. Anh có 3 huy hiệu. Em có 5 chiếc. Anh sẽ kiếm nhiều hơn. Không thể thua kém Elsa. Luca cố gắng nghĩ xem mình có thể giúp đỡ mọi người làm gì để có thêm huy hiệu. Cháu đang làm gì thế Luca? Cháu giúp bác hái táo ạ. Nhưng cây đó táo còn chưa chín. Cháu xin lỗi. Để cháu giúp bà. Qua đường rồi ạ. Cháu sai đường rồi. Nhưng có vẻ như công cuộc làm việc tốt của Luca lại chẳng thuận lợi chút nào.
gì thế, Max? Nhìn kìa, đó là những huy hiệu mà Luca luôn ao ước. Con làm mất 2 chiếc huy hiệu rồi. Cậu muốn giữ lại huy hiệu đó cho riêng mình ư, Luca? Nhưng như vậy thì Elsa sẽ buồn lắm đấy. Của em đây. Cảm ơn anh Luca. Luca cuối cùng vẫn là một cậu bé thật tốt bụng. Cảm ơn anh đã tìm giúp em. Cái này cho anh này. Hãy nhớ, nhặt được của rơi thì trả lại người đánh mất nhé. Các bạn nhỏ, cùng nhau chơi nhé. Mời vào. Anh Luca, sao thế? Không. Ôi Luca, bạn không muốn cho các bạn khác chơi cùng ư? Như vậy là không tốt đâu. Cho tớ chơi cùng với. Không. Tớ xin lỗi. Được thôi. Ôi không, mưa làm hỏng căn nhà bằng bìa rồi. Phải làm sao đây? Các bạn nhỏ cùng hợp sức để xây một ngôi nhà bằng những miếng ghép. Thật tuyệt vời. Vào đi. Tạm biệt. Trang phục Pokemon. Là quả cầu bắt Pokemon à? Ôi nhìn kìa, Luca đã biến thành Charmander. Tuyệt quá. Đợi đã. Để con giúp mẹ. Ôi, rắc rối rồi Luca ơi. Luca, dù khởi đầu với rắc rối nho nhỏ, nhưng Luca vẫn vô cùng thích thú với những quả bóng Pokemon thần kỳ. Có khói kìa, liệu có phải một đám cháy không? Luca biến thành Wododo để phun nước dập lửa, nhưng... Luca, lại là cậu. Tớ xin lỗi, để tớ nhóm lửa lại nhé. Tớ chẳng giúp được ai, chỉ toàn gây rắc rối thôi. Bố có ý này. Mất điện rồi. Thức ăn sẽ bị hỏng mất. Máy sưởi cũng tắt rồi. Phone, cho tớ quả cầu Pokemon. Quả này. Wow, Luca đã biến thành Pikachu và phóng ra điện cho các thiết bị trong nhà.
ra tất cả đều là kế hoạch của bố. Thật đáng yêu. Bạn thân của Luca. Một ngày thật đẹp trời để đi dạo cùng chú cún cưng. Luca và Max thân với nhau thật đấy. Luca ơi. Cảm ơn mẹ. Thích thú với người bạn đồ chơi mới nên chẳng để ý đến Max nữa. Đừng ăn kẹo nữa con. Không. Đi đánh răng đi con. Luca trốn về phòng và lại tiếp tục ăn thật nhiều kẹo. Dừng lại. Cậu đừng ăn nhiều kẹo thế. Không 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 không. Ôi không, Luca càng ăn nhiều kẹo thì bản răng càng bị nhiều vết sâu răng. Con xin lỗi mẹ. Đúng rồi đó Luca. Đừng ăn nhiều bánh kẹo và nhớ đánh răng sạch sẽ nhé. Ha 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 ha!
Các bạn nhớ like và bấm đăng ký để chúng mình có thêm nhiều động lực sản xuất những video trong thời gian tới nhé.